Hôm nay có một con thủy quái bắt nó. Đầu được chưa? Được rồi. Đây nồi lẩu lại sôi ù kia mọi người nhé. Mang ra ăn thôi. Lẩu gì đâu. Ông Toán ơi. Ông Toán ơi. Toán ơi. Khóa cửa rồi. Khép rồi. Khép cửa. Ông bà đi đâu nhỉ? Thấy ông bà nhà không? Không, anh ở trong khe thấy ông bà đâu. Em ngó ra. Anh không thấy xe. Anh đang ở trong nhà nhưng mà không thấy ông bà đâu, mà xe máy không thấy đây. Không thấy ông bà đâu à anh? Không thấy. Ông bà đi đâu nhỉ? Hai anh em đến nhà ông bà mà ông bà đi vắng. Tự vào nhà nhưng không khóa cửa. Tự vào nhà nấu cơm ăn. Ôi, cháu đi vào ăn trộm hết rồi. Ông bà đi đâu về đây? Ôi trời ơi, thế mà không điện thằng... Cháu điện. Không có điện thoại để điện. Cứ bảo vào chơi với ông bà thôi. Dịch viết đâu? Xem ông bà có nhà không? Ô, ông đi đâu về đây? Ô, nhờ, nhờ, nhờ. Vâng. Ô, về lên là không bảo. Thấy ông bà về đây rồi. Ừ. Nó thấy ông về nó mừng đấy. Xuống. Ôi giời. Gọi cũng được. Sướng. Đấy máy đặt vào mày thì sớm ấy. Vào lâu chưa? Cháu vừa vào là tầm 15 phút. À. Anh em cháu vừa vào mà. Tưởng là vào lâu xuất chuẩn. Vâng. Máy của bà đặt đây xong gọi máy ông được mà. Vâng. Ông mang máy đi theo này. Thế cháu không biết. Ủa sao nó mang răng như là câu ao. Xem nhá, con gì nhá. Vẫn sống. Vẫn sống mà. To chưa? To nhá. Ui. Hôm nay có một con thủy quái. Thủy quái nha mọi người nhé. Rất là to luôn. 3 cân à? Con này 3 cân rưỡi. Con này ngon lắm đấy. Vâng. To nhỉ bà nhỉ? Không khủng bằng này, không khủng bằng cái con cá nheo ở ao cháu trước cân, 5 cân bà. Con này đặc sản đấy nhỉ? Vâng, con này. Nó có vướng. Ôi, anh Biên đang bắt nó. Khó đấy. Ai à? Ôi. Rất vật lộn. Sao á? Cho do này. Đây đây ông lấy cái giò ra tay đấy, nó ma sát rồi bạn ơi anh phải nâng cái bụng nó thôi khó đấy bạn thử thách bắt cá nhé. Anh Bia đây đang thử thách bắt con cá này lên. Ôi bắt được không? To quá. Thủy quái đấy. Một này. Hai này. Ba nhanh lên không có. Ba gần rưỡi. Ba gần rưỡi. Ba gần rưỡi. Ba gần rưỡi. 70 phân à? 70 phân. Thủy quái. Nó lại dài rồi. Thì quái nhá. Thì quái mọi người nhá. Con này tí nấu canh ít này. Nướng ít để ăn vừa thôi. Còn ướp vào cho ông bữa mai ông bà kho với chuối mà ăn. Chán nhưng mà để đi ăn chứ. Tao mang về thôi. Về ở ngoài nhà cũng có nhiều mà bà.
nhiều măng về. Qua hôm qua hai con mèo đi thả nó có quen không? Nuôi nó vẫn nhốt trong chuồng mà, trong lồng mà. Đối với loại cá này thì phải cắt ở đây nhá, người nhá, cắt đây để bỏ cái tuyến đấy, nước nhờn của nó đi, cái tuyến mà tiết ra cái nhất nhờn ngoài da này, đây cái tuyến tuyến nhờn của nó này, vàng vàng này, đấy, đấy, khi mà loại bỏ cái này đi nhá, thì con cá nó sẽ rất là khô và thịt nó sẽ rất là ngon, nó sẽ mất hết cái chất, nó sẽ mất hết cái chất nhờn đi nhá. Đấy. Không biết làm nó cứ nhớ mãi mà. Bên này cũng thế nhá. Người nhá. Cắt đều bên này này. Đây. Chính là cái vàng vàng này. Nên nó thọt lên. Đây. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đây là chính là cái tuyến nhờn của nó, mà khi cắt cái này đi thì con cá nó rất là khô. Người nó sẽ không còn nhớt nữa, không còn trơn nữa. Bỏ này đi. Rồi, ok. Bắt đầu tắm nước sôi cho nó sạch, sạch luôn, trắng ra luôn, to. Đây có cần sôi này không? Không cần ạ, không cần, không ạ, không cần ạ. Đây nhá mọi người nha, khi cắt cái tuyến nhờn đi rồi thì bây giờ cạo này, à cạo này. Cạo đâu nó khô đến đâu đi. Cạo khô đến đây này. Cái tuyến nhờn nó không còn tác dụng nữa. Thì cạo nó khô hết này. Lớp da khô hết. Rất là dễ nhá. Đây này. Cái màu trắng này. Mọi người nhìn thấy cái trắng trắng của nó đây không? Này, bây giờ cạo này. Cạo rất là nhàn luôn. Đơn giản. Này, khô hết này. Khô toàn bộ. Khô hết anh ạ. Sạch bong luôn này. Không biết làm thì cứ cạo mãi nó không thể nào khô được. Trước anh một lần đi mua cá ngạnh ở sông về, không biết mổ nó bị ra cái nhớt út rồi, cứ toàn cắt vào tay thôi. Cứ xử lý là không xử lý. Dao cắt vào thì ngạnh cắt vào. Mọi người nhé, khi mà cắt cái tuyến nhớt đi thì bây giờ là con cá nó khô luôn này, khô cong này, không còn tí nhớt nào luôn. Đây là một cách cũng khá là hay đấy, mọi người mà thử áp dụng thử xem. Này, khô này, người cá khô hết này. Đây cho mọi người xem này. Cho mọi người xem cá giờ khô hết này, khô cong luôn, không có một tí nhớt nào nhé. Giờ chỉ có sơ chế mang đi nấu, đi nướng rồi là tất cả kiểu thôi, sạch bóng rồi. Thịt của nó nha mọi người nha, cắt thành từng khúc nữa. À khúc này, đoạn này tí nữa sẽ đem đi nướng. Đặc thịt luôn nhỉ. Nhìn ngon chưa? Quá ngon luôn nhỉ. Có gì lạc kìa. Lạc ở sinh sống nó mới vào. À, ôi, bóp cái cây sen đi. Cây ở vườn trạng phải không? Cây sen đánh. Mình cứ cho vào nồi chịu xuống đi cây này. À, mọi người nhìn này. Thịt nó rất chắc nhé. Thịt rời mà. Thịt lâu rồi. Thịt ngon này, đấy, chắc chưa? Ui, nhìn thịt nó ngon chưa? Chất luôn đó mẹ.
mùa đông này chỉ có bếp củi này là ấm thôi. Lửa cháy ấm. Bắt đầu dọn than ra để nướng. Ôi, được rồi. Cái này bây giờ mình ngấm này. Thật trước mình phải đi đò đi xe đám cưới nước và đi lên tôi. Cá ngon quá. Nhìn ngon nhỉ. Thịt chắc này mà. Đây ăn cơm với cái nồi này. Hôm nay ăn cơm với cái nồi. Cái nồi này để nó nóng. Sau đó chấm cái rau sống này. Rau sống này chấm vào cái nồi này. Ăn nóng luôn, rất là ngon, ngồi quây quần đây. Còn cá thì bỏ luôn ra ngoài cái tàu lá chuối như này. Như này. Chín ngon hết này, vàng. Quá ngon luôn. Ôi, ông bà ăn cơm thôi ông bà ơi. Ăn cơm thôi. Ăn được chấm này, chất lượng ấy. Ăn được chấm này, chất lượng. Ngon nhỉ. Lâu lắm mới ăn kiểu rau thơm, rau sống này, ông chấm với nước mẻ này này. Tay chân đen xì. Anh rửa tay rồi. Sai rồi. Ui, ông có can rượu to thế. Ông bảo thơm lắm. Vâng, can rượu này thì thôi rồi đấy. Ông ơi, rót một chai thôi, uống một chai thôi. Không uống nhiều, uống hết một chai thôi. Tí cháu đưa anh Miên xuống ao là được. Cho ông em Miên cái này bên này. Cháu với bà ở chậu này. Hai hai là bao cho uống hai chai thôi nhá. Uống hai chai thôi nhá. Biết rồi. Hai chai thì đến ngày mai. Hai chai không chai không về. Mời ông bà đi. Cho mời ông bà nhá. Sức khỏe ông bà nhá. Mời mọi người nhá. Uống rượu nhá. Đây này thức ăn ngon đấy nhỉ. À. Ngon. Bà ơi, ăn cá đi. Ở đây đây. Ăn từng miếng đi. Cá ngon quá. Đây, đây ông này. Già nó dày thế à? Không có xương luôn nhá. Cá thoải mái rồi. Không có xương. Hai bà cháu giằng nhau cái giằng nhau cái da dài thế. Cá già quá. Tuyệt vời chú ạ. Chấm cay thế á. Cay không? Ngon không? Ăn được. Cháu thử chấm miếng nào. Ớt cay này. Hôm qua ngoài nhà cháu làm nước chấm nha. Ăn luôn nhá. Phạt tài cơ. Cay. Cay mà cá ngọt lắm. Cá ngọt rồi đấy. À, làm miếng. Đây, này, bụng nó này. Ngọt. Chấm cay cay. Ngon thế bảo. Yeah. Cho thêm ớt nha. Ớt nó sướng. Đấy, có tí nước này. Nước này mới ngon. Sướng. Chanh đây. Ông ơi. Vâng, con xin bà. Chúc khỏe ông nha. Ông nghĩ là ông bà cứ khỏe là vui rồi. Bây giờ cháu chưa ăn cá nướng riêng mẻ bao giờ cả. Ngon. Quá ngon nhỉ. Ăn ở nhà hàng nó cũng làm luôn đó, nó không như này. Không làm như kiểu mình. Mình làm này làm chất lượng. Nhà hàng nó von von nó cũng tí cho nó nướng vỉ. Nó thái thật mỏng ra, nhà hàng thì nó sẽ thái thật mỏng ra nó. Mỏng nó tiết kiệm ấy. Làm sao là làm như vâng, làm này lỗ. Mấy nhà hàng ấy chỉ là nó ấy, chỉ nướng và tham ấy thôi. Vâng. Ăn nó không không được kín như này. Vâng. Ăn ảo đảo đảo đây. Đây một đống. Nhìn, bây giờ nó mới ngấm đấy. Ui, ăn rau sống này. Bà mới ngon này. Ba. Ăn mà. Ăn rau sống.
Ngày trước ấy là có cái nồi ở trên bếp ông ạ, nồi mẻ. Đúng rồi. Thả con cá, mấy con cá bé thôi, làm gì được cá to này, xong là thả. Cá đựng rong ấy. Cháu bà cho ở trong nồi nấu ăn. Ui, không phải rong rồi, cháu bà ham chứ nhé. Đấy đi, ngọt quá. Cái này là còn chưa kìm ngấm gia vị là mình đã đem đi nướng rồi đấy. Ông Đức bảo nướng một ngày ngon đấy. Không, cái này phải để... Lâu quá đấy mà. Vâng. Cũng để khoảng độ tầm 30 phút đâu ạ nhỉ? Ừ. Nướng thì ngon. Được 30 phút. Mình thì không được, mình nướng luôn. Mình ham ăn mà. Mình phải ăn luôn. Ăn luôn cho nóng hổi. Ăn luôn. Người ta bảo cái gì phải làm ăn nóng, không có làm nguội không ngon. Thế là ngon ngon rồi. Thế này là ngon rồi. Ngon luôn ạ. Ngon. Ngọt thật đấy, cá ngọt. Mấy trong bài. Bây giờ cái này nguội rồi thì làm sao anh Biên? Bây giờ cho bếp đun lại thêm một tí nước vào đó. À, nồi lẩu di động nha mọi người nha. Anh Biên ơi. Anh đây. Anh giới thiệu về nồi lẩu di động nè. Bây giờ là cho anh em tôi phải cho lên bếp thêm một tí nước vào. Đun nóng lại. Nồi lẩu di động nha mọi người nha. Bây giờ mang đi đun. Đấy. 5 phút sau lại có nồi lẩu như bình thường. Nóng. Nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn. Tè mọi người nhá. Mang lên bếp để đun. Ô, rót thêm nước. Thế là lại có nồi lẩu mới tinh nha mọi người nhá. Ăn đúng theo kiểu phong cách nhá. Ăn liệt đấy. Cháu đổ nước rất nhiều ạ. Anh ơi, cho luôn cái dòng bùng này vào. Cái bùng, đây là cái cây bạc hà. Cái bùng. Anh cho thêm gia vị vào. Cho nó đỡ nhạt. Cho ít muối này. Muối vào, chín vào. Muối này. Bột ngọt đấy. Nồi lẩu di động số 1 Việt Nam. Duy nhất Việt Nam. Đấy, đảo chờ 5 phút nữa nha mọi người nha. 5 phút nữa là chín lại được ăn như bình thường. Vũ trên lẩu ấy. Cái lẩu hết nè. Vâng. Chúc ông mạnh khỏe nha. Ôi, cháu cảm ơn ông. Vâng. Rồi, cảm ơn cháu. Vui nhỉ ông nhỉ, vui thoảng anh em cháu mới vào được thăm được ông bà như này thôi. Chứ bình thường không đi làm là không vào được. Cứ vào đây là thấy ông bà khỏe mạnh là vui rồi. Hôm nay là may quá là hai cháu phải đến thăm ông bà. Thì ông bà thì sướng lắm rồi. Ông ơi, cháu gặp ông kìa. Rồi. Vâng, ông ăn nhé. Cảm ơn nhé. Vâng. Xôi rồi đấy. Anh ơi. Lẩu của anh như nào rồi? Ok rồi, bây giờ băng đã ăn rồi. Đơn nhìn đây đi nè. Lẩu được chưa? Được rồi. Đây, nồi lẩu lại sôi hù kia mọi người nhé. Băng đã ăn thôi. Lẩu di động ơi. Lẩu di động. Lại lẩu lại ngon rồi ông ơi. Nóng hổi rồi. Lại nóng hổi đây rồi. Ăn ngon nhất. Ăn thôi, ăn thôi. Ăn lẩu này không mất điện đấy nhỉ? Dạ, lẩu này thì không sợ điện, không sợ ga. Không sợ cái gì cả. Mất điện thì vẫn ăn bình thường. Ngon nhỉ ông nhỉ? Nóng hổi. Lẩu di động. Ôi đang nóng ăn đi cháu ơi. Ngon quá. Vâng. Nồi lẩu có 102 đây, cái này là không sợ. Một là không sợ mất điện này. Hai là không sợ hết ga này. Ba là kiểu gì cũng được, không tốn điện nhỉ. Cứ hết là đi. Vâng, cứ hết là đi cho nước vào thôi.